Xin chào tất cả các em. Buổi hôm nay thì hướng dẫn các em giải đề thi thử môn toán lần 1 năm 2014 của tuyển sinh 247. Lời giải chi tiết thầy đã cung cấp cho các em rồi. Nhưng buổi học hôm nay thầy muốn hướng dẫn các em cách tư duy để tìm ra lời giải đó. Trước tiên, thầy cho mình vào câu thứ nhất của đề thi. Câu này 2 điểm thuộc chuyên đề khảo sát hàm số. Cho hàm số y bằng 2x-1 chia x-1. Ý thứ nhất, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Ý thứ hai, tìm m để đường thẳng y bằng x cộng m cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB, sao cho tam giác OAB vuông tại O. O ở đây chính là gốc tọa độ. Trước tiên, thầy cho mình cùng giải quyết ý thứ nhất, đó là khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Các bước khảo sát các em rất quen thuộc rồi. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành. Rồi. Ý thứ nhất, tập xác định D ở đây bằng R trừ đi phần tử 1. Được chưa các em? Rồi, chúng ta chuyển sang bước thứ hai. Sự biến thiên. Sự biến thiên. Thầy đi tính y phải, có y phải bằng, các em nhìn biểu thức y này cho thầy. Đây là hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Việc tính y phải rất đơn giản như sau. Từ các em chỉ cần lấy hệ số gắn với x đây, nhân với đây, cụ thể là 2 × 1 trừ đi 1 nhân với trừ 1. Kết quả của chúng ta bằng trừ 1 chia cho mẫu bình phương. Các em thấy biểu thức y phải làm sao? Luôn nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc D. Các em nhớ nhé, chúng ta kết luận là với mọi x thuộc D chứ không phải với mọi x thuộc R. Được chưa? Vì D của chúng ta là R, bỏ đi cái phần tử là 1. Được chưa? Và từ đây thì suy ra hàm số luôn nghịch biến trên D. Thầy đã xong bước thứ hai. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước thứ ba. Giới hạn và tiệm cận. Thứ nhất, lim y khi x tiến tới cộng trừ vô cùng. Để tính giới hạn này thì các em chỉ cần nhớ cho thầy kết quả của chúng ta. Chỉ cần lấy hệ số gắn với x bên trên chia cho hệ số gắn với x bên dưới bằng 2/1 và bằng 2. Từ đây thì suy ra y bằng 2 là tiệm cận ngang. Được chưa các em? Rồi, chúng ta đi tính hai giới hạn. Lim y khi x tiến tới 1 trừ. Các em để đây, tí chúng ta tính sau. Rồi, lim y khi x tiến tới 1 cộng. Được chưa? Các em cũng để đây, chúng ta tính sau. Kết luận cho thầy, x bằng 1 là tiệm cận đứng. Làm tiệm cận đứng. Hai giới hạn này thầy tính dựa vào bảng biến thiên của chúng ta. Còn không, các em có thể tính trực tiếp được bằng cách chỉ cần thay một trừ và thay một cộng mà thôi. Được chưa các em? Rồi, bây giờ thì chuyển sang bảng biến thiên. Bảng biến thiên các em kể cho thầy hay sao? X, y phải và y. X của chúng ta trừ vô cùng đến dương vô cùng, bỏ đi điểm là 1. Được chưa các em? Rồi đây, thầy bỏ đi điểm là 1 đây. Dấu của y phải luôn âm trên cái biển xác định. Đấy chưa? Vậy thì chúng ta có mũi tên đi xuống. Khi x tiến tới cộng vụ trừ vô cùng thì y của chúng ta đều bằng 2 hết. Các em nhìn này, đều bằng 2 hết. Rồi, hết từ 2 mà đi xuống thì đi xuống âm vô cùng. Đúng không? À, từ dương vô cùng thì mới đi xuống được đến 2. Được chưa? Thì quay lại, thầy điền vào hai giới hạn này. Nhỏ hơn 1 một chút xíu thì người ta gọi là 1 trừ, còn lớn hơn 1 một chút xíu gọi là
một cộng. Vậy đây các em nhìn này, với một trừ thì giới hạn của chúng ta bằng trừ vô cùng, còn một cộng thì bằng dương vô cùng. Vậy thì làm được cái giới hạn này. Được chưa các em? Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước vẽ. 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 Để vẽ được, lập căn bản giá trị đặc biệt. Y ở đây. Được chưa? Thầy cho x bằng 0 vào. X bằng 0 vào thì thầy có y bằng 1. Đúng không? Thế còn y bằng 0 thì thấy rằng x của chúng ta bằng 1/2. Đúng không? Vậy thầy vẽ, các em quan sát thì vẽ như sau. Đây trục hệ tọa độ, được chưa? O x y. Thầy dựng đường tiệm cận đứng trước. Tiệm cận đứng của chúng ta x bằng 1, x bằng 1. Được chưa? Sau đó thầy dựng tiệm cận ngang, tiệm cận ngang y bằng 2. Giao điểm của hai tiệm cận chính là đây. Đồ thị của chúng ta sẽ gồm hai nhánh đối xứng nhau qua giao điểm của hai tiệm cận. Đấy là tính chất đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Đúng chưa các em? Rồi thì bây giờ các em nhìn này. Đồ thị của chúng ta đi qua điểm x bằng 0, y bằng 1 là điểm này. Đúng không? 1, rồi. Và thứ hai là x bằng 1/2, y bằng 0 chính là điểm này. Đây là 1/2. Được chưa? Và đồ thị của chúng ta nhớ là một đường cong đều. Đấy. Không cắt hai tiệm cận. Nhớ nhé. Bạn nào mà vẽ đồ thị mà cắt hai tiệm cận thì là sai rồi. Được chưa? Nhớ là làm một đường thông, đường cong đều này. Được chưa? Càng ra xa thì càng bám sát hai tiệm cận nhưng không cắt. Em chưa? Rồi, thế còn nhánh bên đây thầy chỉ cần lấy đối xứng sang thôi. Thầy lấy đối xứng sang thôi. Thầy vẽ là thầy được đồ thị rồi. Được chưa các em? Vậy là đồ thị của thầy gồm hai nhánh đối xứng nhau qua giao điểm của hai tiệm cận. Như vậy thầy cho mình đã hoàn thành được ý thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích và làm ý thứ hai. Thầy cho mình cùng phân tích câu hỏi ý số 2 này. Tìm m để đường thẳng y bằng x cộng m cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB, sao cho tam giác OAB vuông tại O. Nếu các em đọc cả câu hỏi lên thì cái việc hình dung ra công việc phải làm là rất phức tạp. Đúng không các em? Thế bây giờ chúng ta chia nhỏ câu hỏi ra để chúng ta thực hiện từng bước một. Các em quan sát này. Đầu tiên thầy đọc: tìm m để đường thẳng y bằng x cộng m cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt AB. Thầy dừng tại đây. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của thầy cho mình cần tìm m để đường thẳng này cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt. Nói đến sự cắt nhau, nói đến tiếp xúc, đó là nói đến sự tương giao của hai đồ thị. Đúng không các em? Chúng ta đi biện luận trên phương trình hoành độ giao điểm. Sau đó thầy đọc sang ý số 2, đó là gì? Sao cho tam giác OAB vuông tại O. Điều kiện một tam giác là một tam giác vuông. Các em có thể sử dụng công thức Pythagore: cạnh huyền bình phương bằng tổng hai cạnh góc vuông bình phương cộng với nhau. Đúng không các em? Nhưng làm như vậy thì chúng ta tính rất dài dòng. Bây giờ thầy sẽ lợi dụng tính chất hình học ở đây. Tam giác OAB là một tam giác vuông tại O. Điều đó chứng tỏ gì? OA vuông góc với OB. OA mà vuông góc với OB nghĩa là vector OA nhân vector OB bằng 0. Thầy chỉ cần đi tìm tọa độ điểm A, tìm tọa độ điểm B, tính vector OA, tính vector OB nhân nhau bằng 0 thì thầy tìm được ra giá trị bao. Vậy là để giải quyết được ý số 2 này, thầy cho mình có hai công việc phải làm. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành. Thứ nhất, công việc thứ nhất, thầy có phương trình hoành độ giao điểm. Hai x trừ một chia cho x trừ một bằng x cộng m
bằng x cộng 3. Thì quy đồng và mẫu thì được 2x trừ 1 bằng x cộng m nhân x trừ 1. Các em nhớ với điều kiện x của chúng ta phải khác 1. Khác 1. Được chưa? Thì rút gọn thì được một phương trình bậc 2 ở đây, đó là x bình cộng với m trừ đi 3 nhân với x, được chưa, cộng với 1 trừ m bằng 0, cộng 1 trừ m bằng 0 với x khác 1. Và thì ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Để có hai giao điểm, A, B. Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với phương trình 1 của chúng ta có hai nghiệm phân biệt. Các em nhớ là phải phân biệt. Có hai nghiệm phân biệt. Khác 1. Hai nghiệm phân biệt khác 1. Được chưa? Các em quan sát lại cái phương trình số 1 của chúng ta. Đây là một phương trình bậc 2 để có hai nghiệm phân biệt. Điều kiện là gì? A khác 0, delta lớn hơn 0. Đúng không? Thế nhưng các em nhìn này, hệ số A của chúng ta bằng 1. Vậy thầy chỉ cần điều kiện là delta lớn hơn 0. Delta lớn 0. Thế còn điều kiện khác 1 là gì? Khác 1 nghĩa là phương trình của chúng ta không có nghiệm x bằng 1. Vậy là thay 1 vào nó khác 0. Đúng không các em? Vậy thầy có chỗ này, đó là 1 bình cộng với m trừ 3 nhân 1, được chưa, cộng 1 trừ m khác 0. Nhưng mà khác 0 tương đương với delta thì chúng ta gì là m trừ 3 tất cả bình, đúng không, trừ 4 nhân 1 trừ m, được chưa, lớn hơn 0. Lớn 0. Thế còn điều kiện này của chúng ta là bằng gì đây? À đúng rồi, trừ đi 1 khác 0. Vậy cái này luôn đúng rồi, phải chưa các em? Còn điều kiện delta thôi. Thầy khai triển ra, bình phương ra, thầy nhân vào và thầy rút gọn, thầy sẽ được đó là gì? À đúng rồi, m bình trừ đi 2m cộng với 5, được chưa, lớn hơn 0. Không. Các em bấm máy, cái phương trình ở phía trái này chúng ta thấy là vô nghiệm. Vậy là vế trái của chúng ta cùng dấu với hệ số A. A của chúng ta bằng 1 luôn dương. Vậy cái này là với mọi m. Với mọi m. Vậy là gì? Với mọi m thì đường thẳng y bằng x cộng m luôn cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt A và B rồi. Bây giờ thầy cho mình cùng giải quyết công việc số 2. Đó là tam giác OAB vuông tại O. Thế để giải quyết được công việc này, thầy cho mình phải đi tìm tọa độ điểm A và tìm tọa độ của điểm B. Các em, thường thì các em sẽ xuất phát từ phương trình 1 này. Các em giải ra tìm ra 2x1 và x2. Sau đó các em thay vào đường thẳng để tìm ra y1, y2. Đó chính là tọa độ điểm A, điểm B. Thế nhưng nếu các em làm như vậy thì phép toán của chúng ta rất cồng kềnh. Bởi x1 và x2 của chúng ta là có chứa biểu thức căn, đúng không? Vì căn bậc 2 của delta, delta của chúng ta không khai căn được, phải chưa? Vậy là nó có chứa biểu thức căn rất cồng kềnh. Thế làm sao để cho bớt cồng kềnh đi? À, thầy thấy rằng phương trình số 1 của chúng ta là một phương trình bậc 2. Vậy thầy sẽ lợi dụng hệ thức VS ở đây. Thế để lợi dụng được hệ thức VS, thầy làm như sau. Thầy chỉ cần gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình 1. Từ đây thầy suy ra tọa độ giao điểm. Tọa độ hai giao điểm. Điểm A, x1. Hoành độ của điểm A là x1. Thế tung độ chúng ta thay vào đâu? Vì A là giao điểm của đường thẳng và đồ thị, do đó các em có thể thay x1 vào đồ thị cũng được, thay vào đường thẳng cũng được. Thế nhưng các em quan sát rằng gì? À, chúng ta nên thay vào đường thẳng để tính toán cho dễ. Bởi sao? Đường thẳng của chúng ta
thì chúng ta sẽ không có mẫu. Còn nếu các em thay vào hàm số thì chúng ta xuất hiện biểu thức mẫu, làm rất là phức tạp. Phải chưa các em? Vậy thầy thay vào đường thẳng, thầy có x1 cộng m. Tương tự như thế, thầy có điểm B là x2, x cộng m. Được chưa các em? Thầy tính luôn vector OA. OA. O của chúng ta là gốc tọa độ. Có tọa độ không? Không. A có tọa độ đây rồi. Lấy tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm O. Vậy thầy có vector OA chính là x1, x1 cộng m. Tương tự như thế, vector OB sẽ bằng x2, x2 cộng m. Thầy lý luận một câu. Vì tam giác OAB vuông tại O nên thầy suy ra OA nhân với OB, hai vector này nhân nhau bằng 0. OA đây, OB đây. Bây giờ thầy chỉ cần nhân với nhau thôi. Thầy có x1, x2 cộng với x1 cộng m nhân x2 cộng m bằng 0. Các em nhân ra rút gọn thì sẽ được 2 lần x1, x2 cộng m nhân x1 cộng x2 cộng với m bình ở đây bằng 0. x1 cộng x2 theo VS của chúng ta bằng trừ B trên A. Còn x1 nhân x2 bằng C trên A. Đúng không các em? Bây giờ thầy chỉ thay vào thôi, thầy sẽ được tương đương với, này là thay VS nhé. Thay VS vào tương đương với, đó là 2 lần C trên A ở đây chính là 1 trừ đi M chia cho 1, A bằng 1. Đúng không các em? Rồi, cộng với M nhân với trừ B trên A, nghĩa là trừ M cộng 3 trên 1 cộng với M bình phương bằng. Các em nhân ra chúng ta sẽ thấy rút gọn được m bình đi. Chúng ta được một phương trình ở đây, đó là m cộng 2 bằng 0, hay nói cách khác là m bằng trừ 2. Và đến đây chúng ta kết luận ngay m bằng trừ 2 chính là giá trị cần tìm của bài toán. Vậy là qua cái ví dụ ở cái phần số 2 này, để chờ phần 2 này, thì các em thấy rằng cái đề thi của chúng ta để giải được, các em cần phải nhớ đến phần sự tương giao của hai đồ thị hàm số. Và cái thứ hai là các em phải khai thác được hệ thức VS các em đã học được ở lớp 9. Thì quá trình giải ý 2 của đề thi này rất đơn giản, phải không các em? Và chúng ta tìm được ra là m bằng trừ 2. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo của đề thi. Thầy cho mình cùng vào câu số 2. Câu này 2 điểm gồm 2 ý. Ý thứ nhất, giải phương trình lượng giác sin x nhân cos 4x trừ đi sin bình 2x cộng với 2 sin x cộng 3/2 bằng 0. Và ý thứ hai đó là giải một phương trình căn x bình trừ 1 nhân căn bậc 3 của 2x trừ 1 cộng x bằng x nhân căn bậc 3 của 2x trừ 1 tất cả bình. Thế bây giờ thầy cho mình cùng giải quyết cái ý thứ nhất này. Các em quan sát. Đây là một phương trình lượng giác. Một phương trình lượng giác. Hàm của chúng ta là hàm sin cos. Nhưng các em nhìn chúng ta, góc của chúng ta. À đây, các em nhìn này. Đây là góc x, đây là góc 4x, đây góc 2x, đây là góc x. Góc của chúng ta đang là khác nhau. Vậy, như trong phần lý thuyết học chuyên đề, thầy đã hướng dẫn các em rồi, để giải được một phương trình lượng giác thì nhiệm vụ của thầy cho mình phải chuyển về cùng hàm, chuyển về cùng góc, cùng số đo góc. Thế nên các em nhìn số đo góc đang là khác nhau. Vậy thầy sẽ nghĩ đến cái chuyện chuyển về cùng góc, chuyển về cùng góc. Được chưa? Chúng ta có hai ý tưởng ở đây, hai ý tưởng này để làm, và cũng là hai cách. Cách thứ nhất, thầy có ý tưởng như sau. Trước tiên thầy chuyển cái cos 4x này về góc 2x bằng cách thầy sử dụng công thức nhân đôi. Phải chưa các em? Sau khi sử dụng công thức nhân đôi rồi, thầy sẽ chuyển được về
2x. Nếu mà chưa ra thì tiếp tục từ 2x này thầy sẽ dùng công thức nhân đôi để chuyển về góc x. Đấy là cái ý tưởng của thầy. Ý thứ nhất, đúng không? Và cũng là cách giải thứ nhất. Cái giải thứ nhất. Đấy, các em nhớ nhá, chúng ta sử dụng cho thầy công thức nhân đôi chỗ này. Được chưa? Nhưng bây giờ vấn đề đặt ra, cốt 2A của chúng ta có 3 công thức. Cốt bình A trừ sin bình A, 2 lần cốt bình A trừ 1, 1 trừ đi 2 lần sin bình A. Vấn đề đặt ra là thầy trò mình sẽ dùng công thức nào trong 3 công thức đấy. Muốn biết dùng công thức nào thì các em phải quan sát các biểu thức còn lại trong phương trình. Các em thấy rằng các biểu thức còn lại đều là hàm sin. Vậy thì cốt 4x của thầy, thầy cũng phải sử dụng công thức để biến đổi về hàm sin. Đó là công thức 1 trừ đi 2 lần sin bình A. A ở đây của thầy chính là 2x, bởi 4x thầy viết bằng 2 nhân với 2x. Sau khi dùng công thức đó thì thầy sẽ chuyển được ngay, đúng không, về phương trình tích bằng cách nhóm sin bình 2x ra ngoài. Đấy. Vậy cách này thầy hướng các em về nhà tiến hành làm cho thầy. Được chưa? Đây là cách thứ nhất nhá. Rồi, này. Cách 1, các em về nhà tự làm, thầy đã hướng dẫn các em rồi. Bây giờ thầy có hướng giải thứ hai như sau. Thầy vẫn quan sát biểu thức của chúng ta. Thầy thấy rằng đây là sin, đây là sin, đây là sin. Vậy là chúng ta có tới 3 biểu thức sin và 1 biểu thức cos. Vậy thầy nghĩ đến là gì? Thầy sẽ làm xuất hiện một cái biểu thức cos nào đó bằng cách biến cái biểu thức sin thành, sau đó xem có biến được thành phương trình tích hay không. Đúng không các em? Rồi thì các em nhìn này, các em nhìn đây. Biểu thức sin bình 2x này, thầy nghĩ đến cái việc thầy đi hạ bậc. Thì sau khi hạ bậc thì thầy sẽ xuất hiện cos 4x của mình. Và lúc đó thầy nhóm xem được phương trình tích hay không. Đấy là cái ý tưởng của cách số 2. Và bây giờ thầy chữa, thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải số 2 đó. Các em quan sát để giải như sau. Phương trình của thầy, tương đương với sin x thầy giữ nguyên, nhân với cos 4x thầy cũng giữ nguyên, trừ đi sin bình A thì bằng 1 trừ đi cos 2A chia 2. Vậy thầy có ở đây 1 trừ đi cos của 4x trên 2, đúng không? Cộng với 2 sin x cộng với 3 phần 2 bằng 0. Cộng 3 phần 2 bằng 0. Được chưa? Rồi bây giờ thầy quy đồng bỏ mẫu. Quy đồng bỏ mẫu thì được. Tương đương với 2 lần sin x cos 4x trừ. Các em nhớ chỗ này chúng ta phải đóng mở ngoặc. Được chưa? 1 trừ đi cos 4x đóng ngoặc cộng 4 sin x cộng 3 bằng 0. Bằng 0. Thì nhân ra rút gọn tương đương với 2 lần sin x cos 4x. Được chưa? Rồi cộng với cos 4x cộng cos 4x trừ 1, đây thì rút gọn với 3 này đi. Để cho thầy có ngay cộng 4 sin x cộng 2 bằng 0. 2 bằng 0. Được chưa? Đến đây thì các em nhìn thấy ngay là chúng ta có thể đặt được nhân tử chung rồi. Hai số hạng đầu tiên thầy đặt nhân tử chung là gì? Đúng rồi, cos 4x ra ngoài. Cos 4x ra ngoài. Vậy thì thầy còn là gì? 2 lần sin x cộng 1. Hai số hạng cuối cùng thầy đặt nhân tử chung là 2, thì có ngay đó là 2 lần sin x cộng 1 bằng 0. Vậy là thầy có ngay phương trình tích ở đây, 2 lần sin x cộng 1 nhân với cos 4x cộng 2 bằng 0. Các em quan sát cho thầy. Cos 4x hay nói cách khác cos x rồi cos A sin A thì đều nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Vậy cộng với 2 thì lớn hơn hẳn 0. Do đó biểu thức này không thể bằng 0 được.
Vậy chúng ta chỉ còn là 2 lần sin x cộng 1 bằng 0 thôi. Phải chưa? Rồi, và đến đây thì có cái gì? Sin x bằng trừ 1 phần 2. Hay nói cái khác, sin x bằng sin của trừ pi trên 6. Sin của trừ pi trên 6. Đúng không các em? Đến đây thì cho mình áp dụng công thức nghiệm sin thôi. Các em phải nhớ đến ngay công thức nghiệm. Đó là gì? Sin x bằng sin alpha, phải nhớ ngay. Chúng ta sẽ có hai họ nghiệm, đó là x bằng alpha cộng k 2pi, rồi x bằng pi trừ alpha cộng k 2pi. K ở đây thuộc z. Phải chưa? Các em phải nhớ đến ngay công thức nghiệm này. Bây giờ thì vận dụng công thức nghiệm vào trong phương trình này. Alpha của chúng ta đóng vai trò là trừ pi trên 6. Vậy là thầy có hai họ nghiệm. X bằng trừ pi trên 6 cộng với K2pi. Và x bằng pi trừ đi pi trên 6 chính là 7pi trên 6 cộng K2pi. K thuộc Z. Phải chưa? Và đến đây các em chỉ cần kết luận thôi. Vậy phương trình của chúng ta có hai họ nghiệm trên. Được chưa các em? Vậy là ý đầu tiên của câu số 2 này thì cho mình giải quyết một cách rất đơn giản. Đó là gì? Thầy có cái ý tưởng đưa về chung lạc cốt 4x rồi thầy nhóm. Được chưa? Các em về nhà làm cho thầy cái ý tưởng thứ nhất. Đó là thầy sẽ chuyển từ cốt 4x trở thành về sin bình 2x dùng công thức nhân đôi 1 trừ đi 2 lần sin bình a, a đây bằng 2x. Sau đó thầy nhân ra và thầy cũng nhóm thành phương trình tích để được. Được cho các em. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2 của câu 2 này. Các em quan sát vào ý số 2 này. Đây là một phương trình gì? Căn. Thế để giải được một phương trình căn, chúng ta có các hướng như thế nào? Hướng thứ nhất đó là chúng ta đi bình phương hoặc lập phương để làm mật căn. Phải chưa? Thế nhưng bài này thì chúng ta không làm được điều đó. Đúng không các em? Hướng số 2 đó là thầy đi đặt ẩn phụ để làm mật căn. Và cái hướng đặt ẩn phụ này thì thường được dùng nhiều hơn. Được chưa các em? Còn hướng số 3 đó là chúng ta đi nhân liên hợp. Thế nhưng với bài này thì thầy sẽ đi gì? Đặt ẩn phụ để làm mật căn. Bởi chúng ta sẽ chỉ có gì thôi? Một cái căn bậc 3 thôi, đó là 2x trừ đi 1. Đúng không? Nhưng khi đặt biểu thức này bằng căn, nếu các em mà đem đi lập phương rồi rút x ra thay vào phương trình thì chúng ta lại gặp được một cái phương trình có bậc lớn hơn 4 rất phức tạp. Phải chưa các em? Vậy thì chúng ta cũng đặt ẩn phụ, nhưng thầy không rút x thay vào mà thầy sẽ đưa về hệ phương trình để giải. Đấy. Vậy là thầy đã xử lý xong cái biểu thức căn. Từ một phương trình căn chúng ta đưa thành một cái hệ phương trình không còn chữ cả nữa. Và thầy cho mình đi giải hệ phương trình này. Bây giờ các em quan sát cái lời giải cụ thể của thầy như sau. Thứ nhất, chúng ta không cần điều kiện của căn, bởi đây là căn bậc 3. Vậy thì thầy chỉ cần đặt y bằng căn bậc 3 của 2x trừ 1. Không cần điều kiện của y, bởi căn bậc 3 là không có điều kiện. Đúng không các em? Rồi đến đây thầy lập phương hai vế thì có y mũ 3 bằng 2x trừ đi 1. Thầy chuyển vế cho nó đẹp thì sẽ được là y mũ 3 cộng với 1 bằng 2x. Và thầy ký hiệu đây chính là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ nhất có được nhờ cái biểu thức đặt của chúng ta. Chúng ta chưa đả động gì đến phương trình ban đầu. Phải chưa? Bây giờ thầy chuyển sang thầy thay y bằng căn bậc 3 của 2x trừ 1 vào phương trình. Xem sao. Các em quan sát. X bình trừ đi 1 giữ nguyên nhân với y cộng với x
bằng x nhân với y bình. Bằng x nhân y bình. Được chưa các em? Rồi bây giờ thầy nhân ra. Được, nhân ra thầy được. X bình y, đúng không? Trừ đi y cộng với x, trừ đi x y bình bằng 0, bằng 0. Thầy nhóm số hạng đầu tiên với số hạng cuối cùng. Thầy đặt nhân tử chung đó là x y ra ngoài. Vậy là thầy sẽ có ở đây gì nhỉ? Đúng rồi, thầy sẽ có x, đúng không? Rồi trừ đi y, x trừ y. Phải chưa? Cộng với x trừ y bằng 0. Nhóm x trừ y thầy có x trừ y nhân với x cộng x nhân y cộng 1 bằng 0. Và thầy được chỗ này tương đương với y bằng x. Y bằng x. Và x nhân với y cộng 1 bằng 0. Suy ra x bằng trừ 1 trên y. Trừ 1 trên y. Phải chưa? Rồi bây giờ thầy cho mình cùng xét hai trường hợp. Với x của chúng ta bằng y. Được chưa? Thầy thay vào phương trình 1. Vào phương trình 1. Thầy suy ra ở đây chính là x mũ 3. Được chưa? Trừ 2x cộng 1 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 3. Cái việc giải phương trình bậc 3 này máy đã hỗ trợ giải cho các em, đúng không? Các em tìm được ra nghiệm như sau: x bằng 1, x bằng trừ 1 cộng trừ căn 5 trên 2. Thỏa mãn hết bởi không có điều kiện của x ban đầu. Phải chưa? Thế còn với x mà bằng trừ 1 trên y, thì thay vào 1, thay 1. Thì suy ra chỗ này y mũ 3 cộng 1 bằng trừ 2 trên y. Trừ 2 trên y. Quy đồng, bỏ mẫu và chuyển vế, thầy sẽ được chỗ này y mũ 4 cộng với y cộng với 2 bằng 0. Bằng 0. Các em quan sát thầy thêm bớt như sau. Y mũ 4 thầy viết bằng y bình tất cả bình cộng với y bình và trừ đi y bình, đúng không các em? Thì đây thì trừ đi y bình này, rồi này thì thêm bớt 1 phần 4 vào đây, đúng không? Cộng với y bình này, cộng với y này, cộng 1 phần 4 vào đây. Vậy thầy còn chỗ này là cộng với 3 phần 2 bằng 0. 1 phần 4 cộng 1 phần 4 bằng 1 phần 2. 2 mà trừ đi 1 phần 2 thì còn là 3 phần 2. Các em quan sát, 3 số hạng đầu tiên chính là hằng đẳng thức của chúng ta. Y bình trừ đi 1 phần 2 tất cả bình cộng với 3 số hạng tiếp theo chính là y cộng 1 phần 2 tất cả bình cộng 3 phần 2 bằng 0. Đến đây các em nhìn này, y bình mà trừ 1 phần 2 luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Y cộng 1 phần 2 tất cả bình cũng luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy là hai số lớn bằng 0 cộng với số 3 phần 2 này luôn lớn hơn 0. Do đó cái phương trình này của chúng ta, phương trình vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Vậy là chúng ta chỉ còn giá trị nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 1 cộng trừ 5 phần 2. Và đây chính là kết quả của bài toán. Qua cái câu số 2 của này, chúng ta học được cái cách giải một cái phương trình vô tỉ hay phương trình căn. Ngoài việc chúng ta bình phương lập phương làm mất căn, chúng ta còn có thể đặt ẩn phụ để làm mất căn. Các em nhớ cho thầy cách này. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo của đề thi. Câu số 3, tính tích phân y bằng tích phân từ 0 đến pi trên 4 của 1 trừ đi 2 sin bình x chia cho sin x cộng cos x mũ 4 dx. Câu này thuộc chuyên đề nguyên hàm tích phân, thầy đã hướng dẫn các em. Phải chưa? Vậy với câu số 3 này thầy có định hướng giải như sau.
Thứ nhất, thầy quan sát biểu thức mẫu. Mẫu của chúng ta đó là sin x cộng cos x mũ 4. Phải chưa? Vậy là thầy sẽ liên hệ đến ngay hai công thức. Các bạn nhớ cho thầy công thức đó là x mũ alpha dx thì sẽ bằng x mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1, được chưa? Cộng hàng số c. Với alpha ở đây là khác trừ 1, bên khác trừ 1. Phải chưa? Rồi các bạn phải liên hệ đến ngay công thức u mũ alpha nhân với u phẩy dx. Đây là công thức tổng quát của công thức trên, bằng u mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng hàng số c, và với alpha đây cũng khác trừ 1. Với alpha khác trừ 1. Phải chưa? Bây giờ thầy sẽ biến bài toán trên về dạng công thức như thế này để chúng ta vận dụng. 1 chia cho sin x cộng cos x tất cả mũ 4. Thầy viết bằng sin x cộng cos x mũ trừ 4. Vậy là thầy có ngay alpha bằng trừ 4. Alpha bằng trừ 4. Thế u phẩy của chúng ta ở đâu? U là sin x cộng cos x. Vậy thầy đem sin x cộng cos x đi, thầy đạo hàm. Đạo hàm thầy được cái gì? Chính là cos x trừ đi sin x. Cos x trừ sin. Thế nhưng tử của chúng ta lại là 1 trừ đi 2 lần sin bình x. 1 trừ đi 2 lần sin bình x ở đây chính là cos 2x. Cos 2x, phải chưa? Cos 2x thì bằng cos bình x trừ đi sin bình x. Và thầy tách thành bằng cos x trừ sin x nhân với cos x cộng sin x. Đúng không các em? Vậy là chúng ta có ngay u phẩy. Và thầy vận dụng công thức này là thầy có được kết quả. Bây giờ thầy gợi ý cho các em một hai bước, sau đó các em làm tiếp cho thầy. Hướng thứ nhất, một, đó là thầy gợi ý chúng ta y bằng tích phân từ 0 đến pi trên 4. Cái này chính là cos 2x chia cho sin x cos x tất cả mũ 4 dx, và bằng 0 đến pi trên 4 của cos bình x trừ đi sin bình x tất cả chia cho sin x cộng cos x tất cả mũ 4 dx. 4 dx, phải chưa? Cos bình trừ sin bình, đây chính là cái hàm đẳng thức của chúng ta, 0 đến pi trên 4 của gì đấy? Cos x trừ đi sin x nhân với cos x cộng sin x tất cả chia cho sin x cộng cos x tất cả mũ 4 dx. Thầy rút gọn một lần đi, vậy là thầy có ngay 0 đến pi trên 4 của cos x trừ sin x dx, và kết quả mẫu của chúng ta chính là sin x cộng cos x tất cả mũ 3. Đây của chúng ta chính là u, phải chưa? Thầy viết bằng u mũ trừ 3. Thế còn tử của chúng ta thì đây, đây chính là u phẩy. Vậy là thầy vận dụng công thức tổng quát kia. U bằng sin x cộng cos x. Alpha ở đây chính bằng trừ 3. Phải chưa? Thì thầy có được ngay kết quả. Đấy là cái hướng thứ nhất. Các em làm tiếp cho thầy. Nhưng với câu số 3 này, thầy có ý tưởng sau. Trước tiên, thầy thấy rằng biểu thức tử của chúng ta mũ 2, biểu thức mẫu của chúng ta là mũ 4. Vậy là thầy nghĩ đến cái chuyện thầy đi gì? Làm giảm số mũ này xuống. Tử muốn giảm số mũ. Nếu bạn nào mà nhớ được công thức đó là cos 2x thì bằng 1 trừ 2 lần sin bình x thì rất tốt. Còn nếu không thì các em chỉ cần đi hạ bậc cái biểu thức sin bình x này, thì sau khi rút gọn chúng ta vẫn được cos 2x. Thế còn mẫu thì sao để làm giảm số mũ này xuống? Thầy viết thành bằng sin x cộng cos x bình phương tất cả bình. Mũ 4 thầy viết thành 2 nhân 2, phải chưa? Sin x cộng cos x tất cả bình, đây chính là hàm đẳng thức. Thầy khai triển hàm đẳng thức và thầy rút gọn. Vậy là từ mũ 4 thầy làm giảm xuống còn mũ 2. Và cuối cùng thầy tính toán thì thầy thấy rằng gì? Phép làm, cái cách làm như vậy, bài toán nó đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ thầy cho mình cùng
hướng tới giải bằng cách số 2 đó. Giải. Thì có y bằng tích phân từ 0 đến pi trên 4. Được chưa? Tử của thầy chính là cos 2x. Chia cho mẫu. Mở móc vuông. Sin x cộng cos x tất cả bình đóng móc vuông bình phương để x. Được chưa? Đến đây thì có bằng 0 đến pi trên 4 của cos 2x chia cho mở móc vuông. Đây là hàm thức thầy khai triển, thầy có sin bình x cộng 2 lần sin x cos x cộng với bình x tất cả bình phương dx. Đúng không các em? Rồi, thế các em nhìn này, sin bình x cộng cos bình x thì chính là 1. 2 lần sin x cos x của chúng ta chính bằng sin 2x, phải chưa? Vậy là thầy sẽ có kết quả bằng 0 đến pi trên 4 của cos 2x chia cho mở ngoặc đơn 1 cộng với sin 2x tất cả bình phương để x. Đến đây rồi. Nếu bạn nào cẩn thận thì chúng ta gì? Chỉ cần đi đặt ẩn phụ t bằng sin x sin 2x hoặc t bằng 1 cộng với sin 2x. Các em nhớ nhé, các em chỉ cần đi đặt ẩn phụ t bằng sin 2x hoặc là đặt ẩn phụ t bằng 1 cộng với sin 2x thì tử của chúng ta đây chính là dt. Vậy đổi cận nữa là chúng ta thay vào ra một cái tích phân vô cùng đơn giản để tính, đúng không? Thế nhưng bài này thầy muốn tính trực tiếp, thầy dùng cái công thức tổng quát được chưa? Mà thầy đã nêu cho các bạn lúc đầu giờ. Vậy thì thầy làm như sau. Chỗ này thầy có bằng tích phân từ 0 đến pi trên 4. Cos 2x này thầy viết thành bằng 1 cộng sin 2x này tất cả đạo hàm. Đó. Nhưng 1 cộng sin 2x đem đi đạo hàm thì lại bằng cos 2x nhân với 2x đạo hàm. Hay nói cách khác là bằng 2 nhân với cos 2x. Nhưng trên của chúng ta chỉ có cos 2x thôi. Vậy thầy phải nhân thêm 1 phần 2 đằng trước. Vậy thầy đưa ra ngoài chính là 1 phần 2. Mẫu của thầy chính là 1 cộng với sin 2x tất cả bình. Tất cả bình đấy. Phải chưa? Đến đây thầy coi cái này chính là u. Cái này của thầy chính là u phẩy. Cả biểu thức đấy chính là u phẩy. Vậy là thầy có u phẩy chia cho u bình phương để nguyên hàm của 1 chia cho x bình phương thì bằng trừ 1 trên x. Còn nguyên hàm của u phẩy chia cho u bình phương thì bằng trừ 1 trên u. Đúng không các em? Thì vận dụng công thức đó vào, thầy có bằng trừ 1 phần 2 nhân với 1 chia cho 1 cộng với sin 2x gạch số 0 pi trên 4. Phải chưa? Đến đây thì bằng trừ 1 phần 2 thay pi trên 4 vào thì có 1 chia cho 1 cộng với sin của pi trên 2. Phải chưa? Trừ đi 1 chia cho 1 cộng với sin của 0. Trong ngoặc của chúng ta kết quả bằng 1 phần 2 trừ 1 phải bằng trừ 1 phần 2 nhân trừ 1 phần 2 ngoặc bằng 1 phần 4. Vậy là kết quả tích phân của chúng ta bằng 1 phần 4. Như vậy, làm theo hướng số 2 này thì thầy thấy rằng lời giải cũng rất là đẹp. Đúng không? Là đẹp. Vậy là qua cái câu số 3 này, thầy cho mình học được cái gì ở đây? À, thầy cho mình học được cái bài toán tính tích phân của hàm lượng giác mà có chứa mẫu. Vậy là chúng ta phải sử dụng cách biến đổi, cách giải dựa trên cơ sở của cái tích phân hàm hữu tỉ, hay chúng ta phải vận dụng các công thức mà thầy đã cung cấp cho các bạn ở phần công thức tổng quát để chúng ta làm bài toán nó đơn giản hơn. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo của đề thi. Câu 4 này thuộc chuyên đề hình học không gian. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, SA bằng A căn 3, SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD. Tính theo A thể tích của khối tứ diện SACD và tính cosin của
của góc giữa hai đường thẳng SB và AC. Được chưa các em? Đây chính là cái bài toán hình chóp. Vậy các bước trước tiên thầy sẽ phải đi vẽ cái hình này, đúng không các em? Các em quan sát lên bảng. Thầy cho mình cùng vẽ hình chóp SABCD, có đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông cạnh A. A, A, B, C, D. Được chưa các em? SA vuông góc với đáy. Vậy là SA ở đây chính là chiều cao. Chiều cao. Thấy được hình chóp thỏa mãn điều kiện. Cái này bằng A căn 3 này, các em nhớ nhé. Cạnh chính là A. Chính là A. Rồi, nhiệm vụ của thầy cho mình trước tiên đó là đi tính thể tích của khối chóp S S A C D. Phải chưa? Rồi, vậy thì thầy cho mình có hướng giải như sau. Thứ nhất, thầy hoàn toàn có thể tính trực tiếp được thể tích của khối tứ diện này. Đáy của chúng ta là A, C, D. Đây chính là nửa hình vuông. Nửa hình vuông. Phải chưa các em? Chiều cao là SA. Vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy A, B, C, D thì đương nhiên vuông góc với mặt phẳng A, C, D rồi. Có chiều cao, có diện tích đáy. Vậy là thầy tính được thể tích này một cách rất đơn giản. Thế còn bạn nào mà nhanh thì chúng ta cũng có thể giải như sau. Các em quan sát. Tam giác ACD và tam giác ACB này có diện tích bằng nhau. Diện tích bằng nhau. Vì đều là nửa hình vuông cạnh A. Đúng không? Chiều cao là SA rồi. Vậy là cái thể tích của cái khối tứ diện SACD và thể tích khối tứ diện SACB này là bằng nhau và bằng 1/2 thể tích của cả cái khối chóp này, phải không? 1/2 cái khối chóp đó là SABCD. Mà khối chóp này thì việc tính thể tích rất đơn giản, đáy là hình vuông cạnh A, diện tích bằng AB, chiều cao SA bằng A căn 3, suy ra thể tích. Phải chưa các em? Vậy với câu này thầy có hai ý tưởng giải như vậy. Bây giờ thầy sẽ trình bày cho các em một cách, còn cách kia các em về nhà tự vận dụng mà làm. Rồi, thầy có lời giải như sau. Thầy có diện tích của tam giác, diện tích tam giác ADC thì bằng 1/2 DA nhân với DC. DA DC. Vì tam giác này là tam giác vuông tại đỉnh D. Đúng không các em? Và kết quả của thầy bằng 1/2 A bình phương. A bình phương. Chiều cao H của chúng ta bằng SA bằng A căn 3. Các em giải thích vì đây, vì SA vuông góc với đáy. Phải chưa? Nên nó là chiều cao. Từ đây, thầy suy được ra V của khối tứ diện cần tìm. SACD bằng 1/3 nhân với chiều cao A căn 3 nhân diện tích đáy 1/2 A bình. A bình. Vậy là kết quả của thầy cho mình bằng căn 3 A mũ 3 chia cho 6 đơn vị thể tích. Đơn vị thể tích. Vậy là thầy đã tính xong phần thể tích của khối tứ diện. Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích giải ý số 2. Đó là tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SB và AC. Các em quan sát phần lý thuyết thầy đã cung cấp cho các em để xác định góc giữa hai đường thẳng AB này. AB này. Thì trước tiên từ đường thẳng A này thì dựng đường thẳng B phải song song với B. Phải chưa? Thì góc giữa hai đường thẳng A và B phải này chính là góc giữa hai đường thẳng AB. Đấy là phần lý thuyết. Và cái chú ý thứ hai
các em đừng quên, góc giữa hai đường thẳng của chúng ta nằm trong đoạn từ 0 đến 90 độ thôi. Các em nhớ điều này, nghĩa là cốt của chúng là dược của dược. Bây giờ thầy cho mình cùng đi dựng rồi chúng ta tính. Các em quan sát, thầy đang cần tìm góc giữa hai đường thẳng FB và AC. Các em nhìn này, thầy gọi O là giao điểm khoai đường chéo. Bây giờ từ O này nằm trên cạnh AC đây, thầy dựng một đường thẳng mà song song với FB. Song song FB. Các em nhìn, thầy chỉ cần kẻ đường trung bình của tam giác SBD. Đây chính là M. Thầy kẻ đường trung bình của tam giác SBD chính là OM. Phải chưa? Vậy thì thầy có ngay góc giữa đường thẳng AC với SB chính là góc giữa hai đường thẳng OM và AC này. OM AC này. Vậy để tính góc giữa hai đường thẳng này thì trước tiên thầy sẽ đi tính cái góc COM này. Được chưa? Nếu góc này mà gì nằm trong đoạn từ 0 đến 90 độ thì đó chính là góc giữa hai đường thẳng cần tìm. Còn nếu góc này lớn hơn 90 độ thì thầy lấy 180 độ trừ đi góc đó thì đó chính là góc cần tìm. Các em nhớ nha. Vậy đây thì muốn tính góc này thầy sẽ đi gắn vào cái tam giác COM này và thầy sử dụng định lý hàm số cos. Định lý hàm số cos. Được chưa các em? Rồi, vậy thầy có lời giải như sau. Thầy có này. OC tính được ngay thì tính trước. Thầy có OC thì bằng 1/2 AC. Mà AC chính là đường chéo của hình vuông cạnh A. Thầy đã cung cấp cho các bạn công thức tính đường chéo của hình vuông rồi, đúng không? Bằng căn 2 nhân với độ dài một cạnh. Và cụ thể trong bài này bằng 1/2 căn 2 A. Hay tóm lại chúng ta bằng căn 2 A trên 2. Vậy là thầy tính được OC. Tính được OC. Tiếp theo thầy đi tính OM. OM của chúng ta thì bằng 1/2 lần FB. 1/2 FB. Vì OM là đường trung bình như thầy dựng bạn nào. Phải chưa? OM là đường trung bình. Đấy. Thế FB thì thầy tính làm sao đây? FB của thầy, các em nhìn này. FB thầy sẽ gắn vào tam giác vuông SAB. SAB. Vuông tại A, FB của chúng ta chính là cạnh huyền. Vậy sẽ bằng căn bậc 2 của SA bình phương cộng với AB bình phương. Thầy thay vào, thầy sẽ có kết quả bằng 1/2 nhân căn bậc 2 của A căn 3 bình phương cộng A bình phương. Kết quả bằng A. Vậy là OM thầy đã tính được bằng A. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần đi tìm CM. Để tìm CM, chúng ta phải gắn vào một tam giác vuông để tìm. Vậy câu hỏi đặt ra, chúng ta gắn vào tam giác vuông nào đây? Bây giờ các em quan sát trên hình vẽ. Thầy có CD, vuông góc với mặt phẳng SAD. Vì sao? Vì CD vuông góc với AD, CD vuông góc với SA. Từ đó thầy suy ra CD phải vuông góc với SD, nghĩa là tam giác CDM vuông tại D. Và thầy sử dụng định lý Pythagore là thầy tính được CM. Phải chưa các em? Bây giờ thầy lý luận này. Thầy có CD vuông góc với mặt phẳng SAD. Vì CD của thầy vuông góc với AD này, phải này, vuông góc với SA. Vuông góc hai đường cắt nhau nằm trong mặt phẳng đó thì vuông góc phẳng. Vậy từ đây thầy suy ra CD của thầy phải vuông góc với SD. Vuông góc SD thì suy ra tam giác CDM vuông tại D. Để tính CM, thầy phải đi tính CD. CD bằng A rồi và tính DM. DM thì bằng 1/2 lần SD, đúng không? Thầy có DM thì bằng 1/2 lần SD. 1/2 SD. Mà SD thì chúng ta hoàn toàn tính được bằng căn bậc 2 của SA
bình phương cộng với AD bình phương. Đúng không? FA của chúng ta có rồi, 1 phần A. A căn 3, tất cả bình phương cộng A bình phương. Vậy kết quả bằng A. Đúng không? Rồi, vậy là kết quả của chúng ta. DM của chúng ta chính là bằng A. Như bằng A. DM mà bằng A rồi, thì thầy suy ra CM của thầy bằng căn bậc 2, bằng căn bậc 2 của DM bình phương cộng với DC bình phương. Kết quả bằng căn bậc 2, A bình cộng A bình và bằng A căn 2. A căn 2. Tam giác OCM biết tất cả các yếu tố về cạnh, thì dụng định lý hàm số cốt ở đây, đúng không? Thì xét tam giác, tam giác OCM thì có cốt của góc COM, cốt của góc COM bằng bằng OC bình phương cộng với OM bình phương trừ đi, trừ đi CM bình phương chia cho, chia cho hai lần OC nhân với OM. Các em chỉ cần thay vào thôi. OC của chúng ta tính được rồi. Đây, OC bằng căn 2 trên 2 A bình phương cộng với OM của chúng ta chính là bằng A bình phương trừ đi, trừ đi A căn 2 tất cả bình phương chia cho, chia cho hai lần căn 2 A trên 2 nhân với A. Được không? Các em rút gọn đi, kết quả bằng trừ căn 2 trên 4. Trừ căn 2 trên 4. Đó là cốt của góc, cốt của góc COM. Điều đó chứng tỏ góc COM của chúng ta là lớn hơn 90 độ. Vậy thì từ đấy thì suy ra cốt của góc hai đường thẳng cần tìm FBAC chính bằng cốt của góc giữa hai đường thẳng. Đó là gì? OM này và AC. Kết quả của chúng ta bằng căn 2 trên 4. Các em nhớ, góc giữa hai đường thẳng là phải dương, sau đó cốt của chúng bằng căn 2 trên 4. Chúng ta không lấy số âm này. Được chưa? Vậy là thầy đã giải quyết xong câu thứ tư. Trong câu thứ tư này, phần đầu tiên thì rất đơn giản, chúng ta có thể làm bằng hai cách. Nhưng thầy chỉ chú ý cho chúng ta cái phần thứ hai này. Đó là cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Phần lý thuyết thầy đã nhắc lại cho các em. Sau đó thầy gắn vào một tam giác thầy tính. Nhưng chú ý cho thầy ở chỗ này nhá. Góc giữa hai đường thẳng là luôn cốt của chúng luôn dương, hay nói khác góc nó nằm trong đoạn từ 0 đến 90 độ, phải chưa? Do đó chúng ta tính là âm thì chúng ta phải lấy âm của kết quả đó, nghĩa là bằng căn 2 trên 4, căn 2 trên 4. Được chưa các em? Vậy là thầy đã hoàn thành chúng ta câu hỏi thứ tư. Đây là thuộc chuyên đề hình học không gian và cụ thể đó là gắn vào một bài toán hình chóp. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu số 5. Câu này 1 điểm. Câu này thuộc bài toán về bất đẳng thức hoặc là bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Có một hàm số mà có nhiều biến. Với câu này thì thường là câu hỏi khó nhất trong đề thi và thường các em sợ câu này nhất. Vậy qua cái hướng dẫn giải của thầy câu số 5 này, thầy hy vọng rằng các em tự rút ra cho mình một cái kinh nghiệm, rút cho mình một cái phương pháp để làm những bài toán hoặc các đề tiếp theo. Được chưa các em? Bây giờ các em quan sát vào đây. Các em đọc đề này. Cho x, y, z lớn 0 và 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z nhỏ hơn hoặc bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p bằng x mũ 3 chia y cộng z tất cả bình phương cộng với y mũ 3 chia x cộng z tất cả bình phương cộng với z mũ 3 chia x cộng y tất cả bình phương. Với câu này, thầy có cái định hướng như sau. Trước tiên, thầy thấy rằng gì, đề người ta cho giả thiết x, y, z là ba số dương lớn 0. Vậy là có bóng dáng của bất đẳng thức Cauchy ở đây cho ba số dương. Phải chưa các em? Rồi, tiếp theo thì thầy thấy rằng cái biểu thức P cần tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất này. Cụ thể bài toán này là bài toán tìm giá trị nhỏ nhất.
Được chưa? Thì thấy rằng gì? Biểu thức P của chúng ta biến là gì? Đối xứng nhau, x, y, z đối xứng. Vậy, đến đây rồi thầy khẳng định chắc chắn là dùng bất đẳng thức Cauchy rồi. Nhưng khi dùng bất đẳng thức Cauchy, các em phải nhớ cho thầy, đó là điều kiện giống bằng để xảy ra của bất đẳng thức Cauchy. Chúng ta không thể áp dụng bừa được. Nếu áp dụng bừa thì đến khi chúng ta lắp ráp điều kiện giống bằng vào, nó lệch nhau, không được, phải chưa? Vậy thì nhớ cho thầy, khi dùng bất đẳng thức Cauchy phải dự đoán giống bằng xảy ra. Do biểu thức P của chúng ta cần tìm giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất đây, nó đối xứng. Do đó thầy dự đoán giống bằng xảy ra đó là x bằng y bằng z. Thầy thay vào cái điều kiện giả thiết này, 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z này nhỏ bằng 3. Thì thầy sẽ tính được x đúng không? Hay chính là y, y, z. Và thầy dự đoán rằng giống bằng xảy ra chính là x bằng y bằng z và bằng 1. X bằng y bằng z bằng 1. Vậy là khi sử dụng bất đẳng thức Cauchy, các em phải luôn đảm bảo cái điều kiện giống bằng xảy ra. Đó là x bằng y bằng z và bằng 1 cho thầy. Được chưa? Bây giờ chúng ta mới vào giải bài toán này. Như sau. Các em nhìn biểu thức P của chúng ta bằng tổng của bài biểu thức này. Vậy, ý tưởng của thầy, thầy sẽ đi làm mất mẫu nó đi. Mất mẫu của biểu thức này đi. Thì thầy dùng bất đẳng thức Cauchy. Mất mẫu đi, dùng bất đẳng thức Cauchy. Các em quan sát nhé. Thầy có áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Cauchy. Thầy có x mũ 3 chia cho y cộng z tất cả bình phương. Để làm mất mẫu thì thầy phải cộng với hai biểu thức gì? Nếu mà thầy dùng Cauchy cho y cộng z cộng với y cộng z như thế này. Được chưa các em? Thì chúng ta sẽ thấy được làm mất mẫu ngay. Thế nhưng nhớ cho thầy phải kiểm tra ngay điều kiện giống bằng xem nó có thỏa mãn hay không. Các em nhìn này, nếu thầy thay x bằng y bằng z bằng 1 vào biểu thức này thì thầy có kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 1/4. Nhưng nếu thầy thay x bằng y bằng z bằng 1 vào đây thì thầy có kết quả lại bằng 2/2. Vậy là không thỏa mãn điều kiện giống bằng, đúng không? Vậy để dùng được Cauchy để thỏa mãn điều kiện giống bằng thì thầy phải chia cho mấy đây? Biểu thức này phải chia cho 8 để đảm bảo bằng 1/4. Chia cho 8 để kết quả biểu thức này đảm bảo bằng 1/4 bằng biểu thức này. Phải chưa? Và bây giờ chúng ta mới được dùng Cauchy. Dùng Cauchy chỗ này chúng ta sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 căn bậc 3 của 3 cái này nhân nhau. Phải chưa? Đúng không? Và kết quả của chúng ta là bằng 3/4x. 3/4x. Phải chưa? Các bạn phải nhớ cho ngay cái bản thức Cauchy đó là A cộng B cộng C luôn lớn hơn hoặc bằng 3 lần căn bậc 3 của ABC. Thì đối quan được bằng 3/4. Tương tự như vậy với biểu thức Y mũ 3 chia cho Z cộng X tất cả bình phương cộng với Z cộng X chia cho 8 cộng với Z cộng X chia cho 8 thì cái này lớn hơn hoặc bằng 3/4y. Được chưa? Rồi, tương tự biểu thức cuối cùng Z mũ 3 chia cho X cộng Y tất cả bình phương thì cộng với X cộng Y trên 8 cộng với X cộng Y trên 8 lớn hơn hoặc bằng 3/4Z. Được chưa các em? Đến đây thì cộng vế. Thì thầy được kết quả như sau. Thầy được cái gì đây? Đúng rồi, là P cộng với X trên 2 cộng Y trên 2 cộng Z trên 2 lớn hơn hoặc bằng 3/4x cộng 3/4y cộng 3/4z. Phải chưa? Chuyển vế, vậy thầy có P lớn hơn hoặc bằng X cộng Y cộng Z trên 4. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi X bằng Y bằng Z.
Vậy bây giờ thầy đi đánh giá cái biểu thức x cộng y cộng z này. Dựa vào cái điều kiện giả thiết của chúng ta, đó là 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z nhỏ hơn hoặc bằng 3. Thì có như sau, có x cộng y cộng z nhân với 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z. Thì làm sao đây? Đúng rồi, luôn lớn hơn hoặc bằng 9. Lớn hơn bằng 9, phải không các em? Chỗ này chúng ta dùng cosi, chỗ này cosi, chúng ta rút gọn đi thì chúng ta sẽ lớn bằng 9 ngày. Phải chưa? Rồi, từ đây thì suy ra là gì đây? 9 này thì viết ngược lại này, nhỏ hơn hoặc bằng x cộng y cộng z nhân 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z. Thế nhưng cái này của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Đúng rồi, nhỏ hơn bằng 3. Theo giả thiết nhỏ bằng 3. Vậy là chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng x cộng y cộng z nhân 3. Từ đây thì suy được ra x cộng y cộng z thì luôn lớn bằng 9 phần 3 bằng 3. Dấu bằng xảy ra ở đây khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x bằng y bằng z của bằng 1. X bằng y bằng z bằng 1. Phải chưa các em? Vậy, biểu thức P của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 3 phần 4. Suy ra P min của chúng ta là bằng 3 phần 4 khi x bằng y bằng z và bằng 1. Thì đã chỉ được ra điều kiện dấu bằng xảy ra. Vậy là thì có kết quả của bài toán giá trị nhỏ nhất của biểu thức P chính là bằng 3 phần 4. Và dấu bằng để đạt được cái giá trị đó là x bằng y bằng z bằng 1. Đấy, được chưa? Rồi. Vậy là qua cái câu số 5 này, để các em thấy được rằng gì? Bài toán giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, rồi cái bài toán là gì? Chứng minh bất đẳng thức, nó cũng không khó lắm. Chỉ cần các em biết vận dụng các bất đẳng thức cơ bản và nắm được cái kỹ thuật sử dụng nó thì bài toán trở nên rất đơn giản, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Thầy cho mình cùng chuyển sang phần riêng. Trong phần riêng này các em chỉ chọn một trong hai phần để giải. Thế nhưng khi thầy chữa cả hai phần cho các em. Trước tiên thầy cho mình vào chương trình chuẩn, để chơi chương chuẩn của chúng ta. Có câu 6A này gồm hai ý. Ý thứ nhất thuộc phần mặt phẳng, đúng không? Ý thứ hai thuộc phần giải tích trong không gian. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang phần đầu tiên, đó là giải tích trong mặt phẳng. Các em quan sát đề như sau. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho tam giác ABC có trung điểm cạnh AB là M có tọa độ là -1, 2. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là Y có tọa độ 2, 1. Đường cao của tam giác hạ từ đỉnh A có phương trình 2X cộng Y cộng 1 bằng 0. Tìm tọa độ đỉnh C. Nếu để nguyên như thế này mà chúng ta tư duy giải thì rất khó khăn, đúng không các em? Bây giờ thầy cho mình cùng đi dựng hình vẽ rồi chúng ta phân tích trên hình vẽ. Được chưa? Các em quan sát. Thầy dựng tam giác ABC. Các em đừng dựng tam giác đặc biệt C. M là trung điểm. M có tọa độ bằng -1, 2. Đúng không? Rồi. Đường cao hạ từ đỉnh A. Đấy. Có phương trình đó là 2x cộng y cộng 1 bằng 0. Rồi. Giả thiết tiếp theo, người ta cho tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là y. Vậy thì các bạn phải nhớ đến ngay tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường này, để chúng ta còn dựng và vận dụng tính chất đó. Phải chưa các em? Rồi, vậy thì các em nhớ rằng gì? Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chính là giao điểm của ba đường trung trực của các cạnh. Đường trung trực là đường đi qua trung điểm và vuông góc với cạnh đó. Các em quan sát. Bây giờ thầy chỉ cần dựng hai đường trung trực thôi, đúng không các em? Đấy.
thì thầy có ngay đây chính là tâm y. Và giả thiết cho tâm y có tọa độ 2 trừ 1 rồi. Được chưa các em? Đấy, vậy là thầy dựng được tâm y rồi. Nhiệm vụ của thầy trò mình cần đi tìm tọa độ đỉnh C. C này là giao của AB và AC và BC. Thế nhưng hai đường này của chúng ta chưa có đường nào có phương trình cả. Vậy là việc mà sử dụng cái cách đó là gì? Đi viết hai phương trình đường thẳng rồi giải hệ thì cách này là tương đối phức tạp, đúng không các em? Vậy thì C chúng ta tìm làm sao đây? À, C thầy sẽ đưa dựa vào tính chất của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đó là IA bằng IB và bằng IC. Vậy thầy sẽ đi tìm tọa độ điểm A, tìm tọa độ điểm B. Sau đó thầy tìm cái điểm C này xem thuộc một đường nào đó, viết ở dạng tham số, rồi thầy sử dụng cái tính chất vừa thầy nêu. Thì thầy sẽ được một phương trình, thầy tìm được ẩn T, nghĩa là suy ra được tọa độ điểm C. Phải chưa các em? Đấy là cách định hướng của thầy. Bây giờ thầy cho mình cùng gỡ vấn đề này như sau. Trước tiên, thầy thấy rằng được phương trình cạnh AB của thầy là biết được. Thầy biết chưa? Đi qua điểm M, vuông góc với vectơ MI. Vậy là MI ở đây chính là vectơ pháp tuyến của đường thẳng đó. Biết được phương trình rồi, thầy sẽ tìm được tọa độ điểm A. Bởi A là giao của hai đường thẳng AB và đường cao. Thầy ký hiệu đây là điểm H, đường cao AH này. Thầy giải hệ thôi, thầy tìm được tọa độ điểm A. Có A, nhưng do M là trung điểm, vậy dùng công thức trung điểm tìm tọa độ điểm B. Trước tiên thầy làm điều đó ha. Được chưa? Xem chúng ta được cái gì rồi chúng ta tiếp tục tính. Bây giờ thầy có lời giải như sau. Rồi. Thứ nhất thầy viết phương trình. Phương trình cạnh AB đi qua M có tọa độ là trừ 1, 2 để cho. Đúng không các em? Rồi, còn N của vectơ N này, đấy, của đường AB thì thầy sẽ chọn bằng vectơ MI, bằng vectơ MI. Thầy tính vectơ MI này xem sao. Vectơ MI bằng tọa độ điểm I trừ tọa độ điểm M. Vậy thầy có kết quả là 3 trừ 3. Thầy thấy rằng tọa độ đều chia hết cho 3. Vậy là cái vectơ N này thì chỉ cần chọn bằng 1/3 của vectơ MI thôi. Thì tọa độ của chúng ta nó sẽ đơn giản hơn, chỉ còn là 1 trừ 1. Còn nếu các em để nguyên là tọa độ 3 trừ 3 vẫn được. Các em nhớ nhé, để nguyên là 3 trừ 3 vẫn được. Được chưa các em? Từ đây thầy suy được ra phương trình AB. Phương trình AB sẽ bằng 1 nhân x cộng 1. Được chưa? Rồi, trừ đi 1 nhân với y trừ 2 bằng 0. Bằng 0. Thì rút gọn thì sẽ được, đó là phương trình x trừ y cộng 3 bằng 0. X trừ y cộng 3 bằng 0. Phải chưa? Rồi, và từ đây thì suy ra tọa độ A. Là nghiệm của cái hệ này. Thì chỉ cần đi giải hệ phương trình chính là hai đường thẳng AB và AH. AB của chúng ta đó là x trừ y cộng 3 bằng 0. Phương trình của đường AH 2x cộng y cộng 1 bằng 0. Các em chuyển hết hệ số sang phía bên đây. 3 sang đây bằng trừ 3 trừ 1. Được chưa? Sau đó các em dùng máy tính và các em bấm. Thì các em thấy rằng gì, kết quả của chúng ta, x của chúng ta bằng x bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 4/3, y bằng 5/3. Y bằng 5/3. Vậy là thầy có ngay điểm A của thầy trừ 4/3, 5/3. Thầy đó có được tọa độ điểm A. Thầy thấy rằng M của chúng ta là trung điểm của AB. Vậy bây giờ thầy sẽ đi tìm tọa độ của điểm B. Tìm tọa độ điểm B như sau. Thầy có M
là trung điểm của AB. Nên thầy suy ra XM của chúng ta bằng XA cộng XB trên 2, IM bằng IA cộng IB trên 2. Đây là công thức trung điểm, đúng không các em? XM, IM chúng ta biết rồi, có tọa độ là trừ 1 và 2 rồi. Tương tự XA, IA thầy có rồi. Thầy thay vào đây thầy tìm được XB, IB. Và từ đó thầy suy được ra điểm B của thầy có tọa độ bằng trừ 2 phần 3 và 7 phần 3. Đấy. Thầy chỉ cần giải cái hệ thay vào đây thôi thì tìm được tọa độ điểm B. Vậy là điểm A, điểm B thầy đã biết tọa độ rồi. Mục tiêu của thầy cho mình phải đi tìm tọa độ điểm C. Muốn tìm tọa độ điểm C thầy phải tìm ra hai tính chất. Có một tính chất đó là IA bằng IC rồi, đúng không? IA bằng IC rồi. Vậy thì còn một tính chất nữa ở đâu? Thầy thấy rằng điểm C nằm trên đường thẳng BC. Mà phương trình đường thẳng BC là thầy viết được. Vì sao? Đi qua điểm B có tọa độ rồi, vuông góc với AH. Phải chưa? Vuông góc đường thẳng AH. Vậy thì gì? UBC của thầy chính bằng NAH. NAH. Phải chưa? Rồi, vậy thì có ngay BC. Thầy có như sau. Có BC vuông góc với AH. Từ đây thì suy ra BC qua điểm B có tọa độ trừ 2 phần 3, 7 phần 3. Rồi, và có UBC. UBC thầy chọn bằng UBC thì chọn bằng N của AH. NAH. Và NAH thì chúng ta chỉ cần lấy hệ số gắn với XY của phương trình AH thôi, chính là 2, 1. Có U, có điểm đi qua thì suy được ra phương trình ở dạng tham số. Phương trình BC dạng tham số X bằng trừ 2 phần 3 cộng với 2T, Y bằng 7 phần 3 cộng với T, phần 3 cộng T. Được chưa các em? Rồi, do C thuộc BC nên thầy suy ra tọa độ điểm C. Tọa độ điểm C có dạng như sau: trừ đi 2 phần 3 cộng 2T và 7 phần 3 cộng T. 7 phần 3 cộng T, đúng không? Rồi, thế thì đến đây bài toán trở nên rất đơn giản rồi, đúng không các em? Giờ thầy đi tính đoạn IA, tính đoạn IC cho bằng nhau. Cho bằng nhau, phải chưa? Rồi, thế bây giờ thầy có như sau. Thầy có IA của thầy, IA của thầy, IA bằng tọa độ điểm A trừ tọa độ điểm Y. A thầy cho mình tìm được rồi đây, đúng không? Trừ tọa độ điểm Y, vậy là thầy có kết quả bằng gì đây? Đúng rồi, trừ đi này 10, trừ 10 đúng không? Vậy chúng ta nhân lên là trừ 10 phần 3 này. Rồi này, lấy tọa độ điểm này trừ cái kia chúng ta có 8 phần 3. Trừ 10 phần 3 và 8 phần 3, đúng không? Vậy thì đây suy ra IA bình phương sẽ bằng trừ 10 phần 3 tất cả bình cộng 8 phần 3 tất cả bình. Nhiệm vụ tiếp theo, thầy cho mình cần đi tính IC. Thầy có vector IC, IC của thầy bằng 2T, lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm Y thì sẽ bằng 2T trừ 8 phần 3 và T cộng với 10 phần 3. Được chưa các em? Vậy từ đây thầy suy được ra IC bình phương thì sẽ bằng 2T trừ 8 phần 3 tất cả bình cộng với T cộng 10 phần 3 tất cả bình phương. Tất cả bình phương. Rồi, thầy lý luận do Y là tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp
tam giác ABC, ngoại tiếp tam giác ABC. Nên thầy suy ra IA bằng IC và đều bằng R. Hay nói cách khác, mình có IA bình bằng IC bình. Mà IA thì bình thì tính được rồi, bây giờ thầy thay vào thôi. Thầy thay vào đó là trừ 10/3 tất cả bình cộng với 8/3 tất cả bình bằng với 2T trừ đi 8/3 tất cả bình cộng với T cộng 10/3 tất cả bình. Các em khai triển ra bình phương này ra, chúng ta rút gọn và chúng ta được một phương trình bậc 2 ở đây. Và các em giải được ra hai giá trị, đó là T bằng 0 và T bằng 4/5. T bằng 4/5, được chưa? Với T bằng 0 chúng ta loại, vì sao? Nếu T bằng 0 thì điểm B và điểm C trùng nhau. Các em nhớ nhá, cái này chúng ta loại vì B trùng với C. B trùng với C. Vậy là còn một giá trị T bằng 4/5. Thầy thay vào tọa độ điểm C vào, được chưa? Thầy sẽ suy được ra tọa độ điểm C của chúng ta có kết quả bằng 14/5 và 40/5 và 47/15, được chưa? 14/15 và 47/15. Đấy. Các em chỉ cần thay giá trị T vào chỗ biểu thức của tọa độ điểm C thôi là chúng ta tìm được tọa độ điểm C vị trí. Được chưa? Vậy là để giải được câu hình học phạm này, thầy cho mình phải vận dụng rất nhiều kiến thức ở đây. Thứ nhất, chúng ta phải vận dụng được tính chất của đường trung bình, trung trực, đúng không? Tính chất của đường trung trực. Rồi chúng ta sử dụng công thức trung điểm. Rồi chúng ta sử dụng giao của hai đường thẳng để tìm được tọa độ điểm A. Sau đó thầy phải sử dụng tính chất đường cao để viết được phương trình cạnh BC. Cuối cùng thầy phải vận dụng được tính chất của tâm đường tròn ngoại tiếp, đó là IA bằng IC, và cuối cùng thầy mới tìm được ra tọa độ điểm C này. Được chưa các em? Thầy hy vọng rằng qua cái câu thứ nhất của thứ nhất này, để các em nắm được cái quy trình, rồi chúng ta nắm được một số kiến thức để giải một cái bài toán hình học phẳng. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý thứ hai của câu số 6A. Thầy cho mình cùng vào ý số 2. Đây thuộc chuyên đề, câu này thuộc chuyên đề hình học giải tích trong không gian. Trong không gian với hệ trục tọa độ OXYZ cho hai mặt phẳng PQ và đường thẳng D lần lượt có phương trình P của chúng ta là X trừ 2Y cộng Z bằng 0, Q của chúng ta là X trừ 3Y cộng 3Z cộng 1 bằng 0. Đường thẳng D của thầy cho mình có phương trình X trừ 1 trên 2 bằng Y trên 1 bằng Z trừ 1 trên 1. Lập phương trình đường thẳng delta nằm trong mặt phẳng P song song với mặt phẳng Q và cắt đường thẳng D. Các em quan sát với câu hỏi này, thầy có cái định hướng như sau. Đề của chúng ta đang yêu cầu viết phương trình đường thẳng delta. Vậy là nó thuộc cái nhóm bài toán viết phương trình đường thẳng trong không gian. Để viết được một phương trình đường thẳng trong không gian, thầy cho mình cần đi tìm hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là điểm đi qua, đúng không các em? Yếu tố thứ hai thầy cho mình cần tìm đó là vector chỉ phương u, vector chỉ phương u của đường thẳng. Các em quan sát hai dữ kiện đầu tiên. Đường thẳng delta của chúng ta nằm trong mặt phẳng P. Điều đó có nghĩa là gì? U của delta vuông góc với NP, phải chưa? Tiếp theo, đường thẳng delta của chúng ta song song với mặt phẳng Q. Vậy là thầy có U delta vuông góc với NQ. Từ đó thầy suy ra U delta của thầy thì chọn bằng tích có hướng của hai vector phát tuyến NP và NQ. Vậy là thầy tìm được vector chỉ phương u rồi. Nghĩa là hai giả thiết đầu tiên thầy tìm được vector chỉ phương u. Bây giờ nhiệm vụ của thầy cho mình cần đi tìm tọa độ điểm đi qua. Thầy sử dụng giả thiết cuối cùng, đó là delta của chúng ta cắt đường thẳng D. Như trong phần chuyên đề thầy đã hướng dẫn các em, khi mà giả thiết
mà cho cắt một đường thẳng đã biết phương trình, thì thầy sẽ đi tìm tọa độ giao điểm cắt đó. Bằng cách thầy chuyển cái phương trình đường thẳng đã biết về dạng tham số. Cụ thể trong bài này, thầy sẽ chuyển đường thẳng D của chúng ta về dạng tham số T. Từ đó thầy suy ra tọa độ giao điểm theo T. Thầy dựa vào cái giả thiết delta của chúng ta nằm trong mặt phẳng P. Hay nói cách khác, bài toán tổng quát đó là dựa vào giả thiết cuối cùng, chúng ta tìm ra một phương trình ẩn T. Giải phương trình tìm ra T thì tìm ra tọa độ điểm đó. Và thầy lập được phương trình cần tìm. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình cùng giải quyết các vấn đề vừa thầy đã nêu như sau. Dạ. Trước tiên, thầy chuyển phương trình D về dạng tham số phương trình đường thẳng D của thầy ở dạng tham số. Cách chuyển về dạng tham số chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, các em chỉ cần đặt cái phương trình này bằng T, sau đó các em rút x theo T, y theo T, z theo T. Cách số 2 đó là từ cái phương trình chính tắc này, thầy tìm được tọa độ điểm đi qua, rồi thầy tìm được vectơ U và thầy chuyển được về dạng tham số. Các em nhớ nha. Vậy bây giờ thầy có phương trình tham số như sau. X của thầy bằng 1 cộng 2T, Y của thầy bằng T, Z của thầy bằng 1 cộng T. 1 cộng T. Được chưa? Thầy gọi M là giao điểm của delta và D. Được chưa? Từ đây thầy suy ra M thuộc D, suy ra tọa độ M có giảm. Thầy chỉ cần viết cái phương trình đường thẳng D ở dạng tham số, ở dạng hàng ngang là thầy có được ngay cái dạng tọa độ của điểm M. Đó là gì? 1 cộng 2T này, phẩy này, T này, phẩy là 1 cộng T. Được chưa các em? Rồi, thế nhưng do M cũng thuộc đường thẳng delta cần biết, mà delta thì nằm trong mặt phẳng P. Delta nằm trong mặt phẳng P. Từ đây thầy suy ra M phải thuộc mặt phẳng P. M thuộc mặt phẳng P thì là gì? Tương đương với thay tọa độ M vào, thay tọa độ M vào phương trình mặt phẳng P của chúng ta thỏa mãn. Phải chưa? Bây giờ thầy thay tọa độ điểm M này thứ tự vào phương trình mặt phẳng P thôi. Mặt phẳng P của thầy cho mình đó là x trừ 2y cộng z bằng 0. X ở đây chính là 1 cộng với 2t. Được chưa các em? Trừ đi 2y, y của chúng ta bằng t. Cộng với z nghĩa là cộng 1 cộng t bằng 0. Đến đây các em giải phương trình này một cách rất đơn giản. Các em tìm được ra ngay t của chúng ta là kết quả bằng trừ 2. T mà bằng trừ 2, từ đây thầy suy ra tọa độ điểm M của thầy cho mình bằng trừ 3, trừ 2 và trừ 1. Thì 1. Vậy là thầy đã tìm được tọa độ điểm đi qua của phương trình delta. Bây giờ thầy dựa vào hai giả thiết nằm trong P và song song với mặt phẳng Q để thầy tìm ra U delta. Thầy có NP của chúng ta là bằng 1 trừ 2, 1. Rồi NQ của chúng ta có tọa độ bằng 1 trừ 3,3. 1 trừ 3,3. Được chưa? Có U delta vuông góc với NP. Rồi U delta vuông góc với NQ. Từ hai lý do này thầy suy ra U delta, thầy chọn bằng tích có hướng của hai vectơ NP, NQ. Việc tính tích có hướng này thầy đã hướng dẫn các em rất nhiều trong chuyên đề hình học giải tích trong không gian rồi. Chúng ta có thể sử dụng máy tính hoặc chúng ta tính nhanh mà thầy đã hướng dẫn. Kết quả đó là bằng trừ 3, trừ 2, trừ 1. Thầy thấy rằng ba tọa độ này đều chia hết cho trừ 1. Vậy là chỗ này thầy chọn bằng trừ lần vectơ đấy thì thầy sẽ được kết quả là 3, 2, 1.
Các em để nguyên vẫn được các em nhé. Rồi, có được có được điểm đi qua. Từ đây thầy suy ra phương trình delta. Các em có thể viết ở dạng tham số hoặc dạng chính tắc, bởi đề không yêu cầu viết dạng tham số hay chính tắc, đúng không? Trong bài này thầy hướng dẫn các em viết ở dạng chính tắc. X trừ x0 chính là cộng 3 chia cho 3 bằng y trừ y0 là y cộng 2 trên 2 bằng z cộng 1 chia cho 1. Vậy là thầy đã tìm được phương trình đường thẳng delta rồi. Được chưa? Vậy là ý số 2 của câu số 6A này nó đơn giản hơn ý thứ nhất, đúng không các em? Nếu các em nắm được cái phần lý thuyết về chuyên đề hình học giải tích trong không gian mà thầy đã hướng dẫn các em, thì cái việc mà chúng ta viết phương trình đường thẳng delta này rất đơn giản, phải chưa? Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý tiếp theo, hay câu tiếp theo của đề thi. Thầy cho mình cùng chuyển sang câu 7A, câu này một điểm. Theo các thầy hay nói, câu này chính là câu khuyến mại điểm cho các em. Được chưa? Nếu các em biết làm thì câu này rất ngắn gọn và đơn giản. Các em đọc đề như sau. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số, tính xác suất để số đó chia hết cho 9. Bây giờ các em quan sát thầy phân tích như sau. Để làm được câu này thì các em phải liên hệ đến ngay đến công thức xác suất của chúng ta. Đó là gì? Công thức xác suất P thì PA này, xác suất biến cố A bằng NA đấy, chia cho N omega. NA chia N omega. A đây là cái gì? A đây là biến cố, omega là không gian mẫu. Vậy thì chúng ta lại phải liên hệ đến không gian mẫu là cái gì? Không gian mẫu là tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử. Được chưa? Rồi thế A là gì? A chính là tập con của không gian mẫu omega. Đấy. NA ở đây chính là số phần tử của biến cố A rồi. Còn N omega là số phần tử của không gian mẫu. Thầy chia nhau thì thầy sẽ được kết quả xác suất của biến cố A cần tìm. Và các em nhớ cho thầy, xác suất của biến cố A là luôn gì? Lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1, nằm trong đoạn từ 0 đến 1. Bạn nào mà tính ra nó nhảy ra khỏi hai cái đoạn đó thì nghĩa là chúng ta tính sai. Đúng không các em? Thế bây giờ thầy cho mình cùng đi tìm không gian mẫu, tìm số phần tử của không gian mẫu. Trước tiên thầy đọc câu đầu tiên. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau. Vậy là việc tìm các số lập được này, rất đơn giản. Chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, các em chỉ cần gọi số lập được có dạng là AB. A của chúng ta có 6 cách chọn. B của chúng ta vì đã chọn A rồi nên chúng ta còn 5 phần tử thôi. Vậy thì B của chúng ta còn 5 cách chọn. Sau đó chúng ta nhân số cách chọn với nhau thì tìm được ngay là số các số lập được gồm hai chữ số khác nhau từ những số bên trên. Đó là chúng ta có 30 số. Phải chưa các em? Và đấy chính là số phần tử của không gian mẫu. Thế nhưng bạn nào nhanh thì chúng ta có thể dùng, đúng rồi, các em có thể dùng khái niệm chỉnh hợp ở đây. Đó là chỉnh hợp chập 2 của 6 phần tử, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần tử. Đúng không các em? Và kết quả của chúng ta cũng là bằng 30. Được chưa? Vậy thầy sẽ hướng dẫn cách giải như vậy. Các em quan sát ở đây. Hay có số các số lập được gồm hai chữ số khác nhau, lấy từ các chữ số trên. Nào, A2 của 6, được chưa? Sẽ bằng 6 giai thừa chia 6 trừ 2 giai thừa. Kết quả là bằng 30 số. Vậy là
Từ đây thầy suy được ra n omega chính bằng 30. Omega chính là 30. Rồi, tiếp theo thầy gọi A là biến cố. A là biến cố. Số chia hết cho 9. Số chia hết cho 9. Được chưa? Trong cái không gian mẫu này. Trong không gian mẫu này. Được chưa? Thì thầy có suy ra các phần tử của A bao gồm các số sau chia hết cho 9. Đó là 36, 45, rồi 54 và 63. Đấy. Trong 30 số lập được thì chỉ có 4 số này là chia hết cho 9. Phải chưa các em? Vậy từ đây thầy suy được ra NA của thầy bằng 4. NA bằng 4. Áp dụng công thức xác suất thầy đã cung cấp cho các em. PA của chúng ta sẽ bằng NA chia cho N omega. Đúng không? Và kết quả của thầy sẽ bằng 4 phần 30 hay là bằng 2 phần 10 năm. 2 phần 5. Vậy là xác suất để lấy được một số mà chia hết cho 9 từ 30 số trên đó là bằng 2 phần 10 năm. Được chưa các em? Vậy là cái câu số 7A này nếu các em nắm chắc kiến thức thì nó rất đơn giản. Chúng ta trình bày ra nó rất ngắn gọn. Phải chưa các em? Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang phần nâng cao. Trong phần nâng cao của chúng ta cũng có hai câu. Thứ nhất là câu 6B gồm hai ý. Một ý đó là hình học giải tích phẳng và ý thứ hai hình học giải tích không gian cùng với một câu tiếp theo đó là câu số 7B. Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng đi khai thác. Thầy cho mình vào ý thứ nhất của câu 6B. Đây là câu 2 điểm. Được chưa? Ý thứ nhất này tương ứng là 1 điểm. Câu này thuộc chuyên đề hình học giải tích phẳng. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho phương trình đường thẳng D x trừ 5y trừ 2 bằng 0 và đường tròn C có phương trình x bình cộng y bình cộng 2x trừ 4y trừ 8 bằng 0. Gọi AB là giao điểm của đường thẳng D với đường tròn C và A là điểm có hoành độ xương. Tìm tọa độ điểm C thuộc đường tròn sao cho AC của chúng ta bằng 2 căn 13. Với câu hỏi này thì thường các em có một cái lối tư duy như sau. Đó là gì? Đi tìm tọa độ điểm C thì tôi gọi tọa độ điểm C qua tọa độ x0, y0. Sau đó vận dụng các giả thiết người ta cho để lập ra hai phương trình ẩn x0, y0 rồi giải hệ. Phương trình thứ nhất, điểm C thuộc đường tròn nên thay tọa độ điểm C và đường tròn thỏa mãn được một phương trình ở đây ẩn x0, y0. Phương trình số 2 đó là đoạn thẳng AC bằng 2 căn 13. 2 căn 13. Để được cái phương trình chỗ này thì chúng ta phải đi tìm tọa độ điểm A trước. A là cái gì? A là giao điểm của đường thẳng D và đường tròn này. Việc tìm tọa độ điểm A rất đơn giản, phải chưa? Vậy đến đây thầy có hai phương trình ẩn x0, y0. Giải hệ này thì chúng ta sẽ tìm được ra x0, y0 đó chính là tọa độ của điểm C. Nhưng quá trình giải như vậy là chúng ta rất dài. Ở chỗ chúng ta phải giải hệ phương trình, đúng không? Giải hệ phương trình. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành một số bước xem chúng ta phát hiện ra cái điểm gì đặc biệt ở đây để chúng ta tìm tọa độ điểm C một cách nhanh nhất, đúng không các em? Bây giờ các em quan sát cái lời giải như sau. Giải. Thầy có tọa độ A B là nghiệm của hệ phương trình đường thẳng x trừ 5 y trừ 2 bằng 0. Rồi phương trình đường tròn x bình cộng y bình cộng 2 x trừ 4 y trừ 8 bằng 0. Được chưa các em? Để giải hệ này rất đơn giản. Các em từ cái phương trình thứ nhất này các em rút ra x bằng 5y cộng 2. Sau đó các em thay vào phương trình số 2 này. Thì chúng ta được một phương trình ẩn y. Đây là phương trình bậc 2. Tìm ra hai giá trị y tương ứng tìm được ra hai giá trị x. Được chưa? Cái việc giải này thì thầy dành cho các em. Và thầy có ngay được nghiệm như sau. X của chúng ta bằng 2, y của chúng ta bằng 0. Đó là nghiệm thứ nhất. Thứ hai đó là gì? X bằng
trừ đi 3, y bằng trừ 1. Y bằng trừ 1. Nhưng theo giả thiết, điểm A của chúng ta có hoành độ dương. Vậy là từ đây thầy suy ra điểm A của ta là 20. Và điểm B của thầy có tọa độ là trừ 3, trừ 1. Vậy là thầy tìm được tọa độ điểm A và điểm B rồi. Điểm A và điểm B rồi. Bây giờ thầy khai thác trên đường tròn. Thầy có đường tròn C của chúng ta này. X bình cộng Y bình này. Được chưa? Rồi nè, cộng với 2X trừ đi 4Y trừ 8 bằng 0. 8 bằng 0. Từ phương trình đường tròn này thì khai thác được cái gì? Thì khai thác được tọa độ tâm Y. Tọa độ tâm Y. Các em nhớ nhé, chỉ là cần lấy hệ số gắn với X, hệ số gắn với Y trong phương trình đường tròn. Nhớ cả dấu. Chia cho trừ 2 thì thầy tìm được ra tọa độ tâm Y. Đúng không? Tọa độ tâm Y của thầy bằng trừ 1 và 2. Rồi. Bán kính thì sao? Bán kính R của chúng ta bằng căn bậc 2 lấy hai giá trị tọa độ tâm Y này đem đi bình phương cộng nhau rồi trừ đi cái hệ số tự do đây. Hệ số tự do đây của chúng ta bằng trừ 8. Các em làm như vậy chúng ta sẽ có kết quả ở đây chính bằng căn 13. Căn 13. Phải chưa? Bây giờ thầy quan sát. Quan sát. AC của thầy mình có. AC ở đây bằng 2 căn 13. 2 căn 13. 2 chính bằng 2R. Điểm C và điểm A đều thuộc đường tròn. Mà AC bằng 2R, điều đó suy ra gì? AC của chúng ta là đường kính. Đường kính. Đúng không? AC là đường kính. Điều này tương đương với Y là trung điểm. Trung điểm của AC. Y mà là trung điểm của AC, thầy vận dụng công thức trung điểm ở đây. XY thì bằng XA cộng XC trên 2. YY thì bằng YA cộng YC trên 2. XY, YY là tọa độ điểm Y, chúng ta biết rồi. XA, YA là tọa độ điểm A, chúng ta cũng biết rồi. Vậy gì? Việc tìm XC, YC rất đơn giản. Và từ đây thầy suy được ra tọa độ điểm C của thầy có tọa độ bằng trừ 4 và 4. Trừ 4 và 4. Vậy là kết quả tọa độ điểm C của chúng ta bằng trừ 4 và 4. Chúng ta đã tìm được ra cái yếu tố đặc biệt trong bài toán này là gì? Đó là AC bằng 2R để suy được ra AC là đường kính. Là đường kính. Khi đó Y là trung điểm của AC. Chúng ta tìm tọa độ điểm C rất đơn giản. Phải chưa? Còn nếu không, thì chúng ta phải đi theo cái hướng thứ nhất mà thầy đã nêu cho các em. Chúng ta buộc phải lập hai phương trình ẩn. Chính là tọa độ của điểm C. Sau đó chúng ta đi giải hệ để tìm ra tọa độ điểm C. Với cách đấy thì hướng dẫn như vậy, các em về nhà tự làm cho thầy. Tự làm cho thầy. Được chưa? Vậy là ý thứ nhất trong câu 6B này thuộc phần hình học phẳng. Đúng không? Rất đơn giản. Phải chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý 2 của đề thi như sau. Trong không gian với hệ trục OXYZ cho điểm A có tọa độ 0,0-3, điểm B có tọa độ 20-1 và mặt phẳng P có phương trình 7x-8y cộng 7z-1 bằng 0. Tìm điểm C thuộc mặt phẳng P sao cho tam giác ABC là tam giác đều. Với ý số 2 này, các em thấy rằng gì? Đây là bài toán thuộc chuyên đề hình học giải tích trong không gian và bài toán tìm tọa độ điểm. Phải chưa? Rồi, vậy thì thầy phân tích bài này như sau. Vì cái điểm cần tìm của chúng ta nó thuộc mặt phẳng. Vậy thì thầy sẽ đi gọi điểm đó qua tọa độ ra. Thay vào phương trình mặt phẳng, thầy đã tìm được một phương trình. Sau đó thầy khai thác cái giả thiết tam giác ABC đều. Nghĩa là gì? AB bằng AC và bằng BC. Phải chưa? Thầy khai thác được giả thiết đó thì thầy sẽ được phương trình, hai phương trình. Và được hai phương trình cộng với phương trình điểm C thuộc mặt phẳng P thì chúng ta chỉ cần đi giải hệ này là chúng ta tìm được ra tọa độ điểm C. Đấy là cái định hướng
được, đúng không? Rồi, thế bây giờ thầy trò mình cùng vận dụng xem lời giải nó như thế nào. Để các em quan sát lại như sau. Thứ nhất, thầy đi tính cái đoạn AB chưa? Đúng không? Thầy tính đoạn AB chưa? Vì có điểm A, điểm B rồi. Thầy có vector AB, AB của thầy, bằng lấy tọa độ điểm B trừ tọa điểm A, 2, 0 và 2. Từ đây thầy suy ra AB của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 3 tọa độ này đem đi bình phương cộng nhau. Kết quả bằng 2 căn 2. Này, tọa nào? Được chưa? Vậy là thầy đã tìm được đoạn AB rồi. Thầy gọi, gọi C của chúng ta có tọa độ x, y, z. X, y, z. Do C thuộc mặt phẳng P, nên thay tọa độ điểm C vào phương trình mặt phẳng P phải thỏa mãn. Từ đây thầy suy ra phương trình. Suy ra 3x trừ đi 8y cộng 7z trừ 1 bằng 0. Và đây chính là phương trình thứ nhất của thầy. Thầy cần đi tìm hai phương trình nữa, sau đó thầy kết hợp phương trình thứ nhất này, thầy giải. Hai phương trình nữa ở đâu? Ở cái giả thiết tam giác A, B, C của chúng ta là tam giác đẹp. Đúng không các em? Rồi, mình có tam giác A, B, C đều. B, C đều. Đấy. Nên thầy suy được ra, A, B của chúng ta thì bằng AC. AC. Phải không? Rồi bằng BC. Bằng BC. Và đều, kết quả đều bằng 2 căn 2. Phải chưa? Bằng 2 căn 2. Vậy điều này tương đương với cái gì? À, tương đương với đoạn thẳng AC của chúng ta bình phương thì bằng 2 căn 2 bình phương. Và AC của chúng ta bằng BC. AC bằng BC. Thầy đem đi bình phương để tí tính cho nó mất căn. Phải chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng đi tính đoạn AC bình phương, rồi đi tính đoạn BC bình phương. Thay vào chúng ta sẽ được hai phương trình kết hợp với phương trình thứ nhất kia chúng ta giải. À, thầy có vector AC, lấy tọa độ điểm C trừ đi tọa độ điểm A, kết quả là x, y và z cộng 3. Đúng không các em? Z cộng 3. Từ đây thầy suy được ra AC bình phương thì sẽ bằng x bình cộng y bình cộng với z cộng 3 tất cả bình. Rồi, chúng ta chuyển sang BC, vector BC. Lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm B, C trừ đi B. C của chúng ta là x, y, z trừ đi tọa độ điểm B. Vậy thầy có x trừ đi 2 này, y này và z cộng 1. Vậy từ đây thầy suy ra BC bình phương của thầy sẽ bằng x trừ đi 2 tất cả bình cộng y bình cộng với z cộng 1 tất cả bình phương. Thầy thay vào thôi, đúng không các em? Thầy thay vào. Thầy có AC bình phương chính là x bình cộng y bình cộng với z cộng 3 tất cả bình bằng, cái này bình phương chính bằng 8. Được chưa? Bây giờ thì cho hai cái biểu thức này bằng nhau. X bình cộng y bình cộng với z cộng 3 tất cả bình bằng x trừ đi 2 tất cả bình cộng với y bình cộng với z cộng 1 tất cả bình phương. Đến đây các em rút gọn, các em thấy rằng gì? Kết quả chúng ta sẽ là x bình này cộng y bình này cộng với z cộng 3 tất cả bình phương bằng 8. Bằng 8. Rồi, thế còn cái phương trình số 2 này, phương trình số 2 này, thầy đem đi rút gọn, được chưa? Thì thầy sẽ được phương trình là x cộng với z cộng 1 bằng 0. Cộng 1 bằng 0. Từ đây thầy suy được ra, suy ra cái hệ phương trình của chúng ta. Hệ phương trình đó là gì? Đó là x cộng với z cộng với 1 bằng 0. Rồi và 3x trừ 8y cộng 7z, đúng không? Trừ đi 1 bằng 0. Và phương trình cuối cùng x bình cộng y bình cộng với z cộng 3 tất cả bình bằng 8. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải cái hệ này.
như sau. Để giải cái hệ này thì thầy sẽ coi z của chúng ta là một hằng số. Từ hai cái phương trình trên này, thầy sẽ tính x, tính y theo z. Sau đó thầy thay vào cái phương trình thứ ba còn lại này, thì thầy sẽ được một phương trình ẩn z. Giải tìm z thì thay ngược lên trên là thầy tìm được x và y. Đúng chưa các em? Rồi, vậy thì thầy có ngay như sau. Thầy rút ra x của thầy bằng trừ z trừ 1. Sau đó thầy thay vào cái phương trình số 2, thầy rút được ra y của thầy bằng z trừ đi 1 trên 2. Phương trình cuối của chúng ta giữ nguyên x bình cộng y bình cộng với z cộng 3 tất cả bình bằng 8. Được chưa các em? Vậy đến đây thầy chỉ cần thay hai phương trình trên này vào đây. Vậy là thầy có kết quả tương đương với trừ z trừ 1 bình phương cộng với z trừ 1 trên 2 tất cả bình phương cộng z cộng 3 tất cả bình phương bằng 8. Được chưa? Chúng ta tiến hành khai triển các bình phương này, được chưa? Rút gọn đi, các em ra một cái phương trình bậc 2 ẩn z thôi. Phải chưa? Giải phương trình bậc 2 ẩn z thì máy tính đã hỗ trợ chúng em cách giải rồi. Phải chưa? Vậy thì thầy sẽ tìm được ra 2 ẩn z của thầy bằng trừ 3 và z bằng trừ 1 phần 3. Từ đây thầy suy được ra x bằng 2. Được chưa? Thay z bằng trừ 3 vào đây, thầy tìm được ra y của thầy lại bằng trừ 2. Xong chưa? Z bằng trừ 1 phần 3, thầy lại thay nên thầy sẽ tìm được ra x bằng trừ đi 2 phần 3. Y của thầy cũng bằng trừ 2 phần 3. Vậy là đến đây thầy có hai điểm C thỏa mãn điều kiện bài ra. Điểm thứ nhất là trừ 3, xin lỗi các bạn, điểm thứ nhất đó là 2 này, đúng không? Trừ 2, trừ 3, điểm số 2 đó là trừ đi 2 phần 3, trừ 2 phần 3 và trừ 1 phần 3. Được chưa? Đấy. Thầy nhắc lại, vậy là thầy có hai điểm C thỏa mãn. Điểm C thứ nhất có tọa độ 2, trừ 2, trừ 3. Điểm C có thứ hai có tọa độ là gì? Trừ 2 phần 3, trừ 2 phần 3 và trừ đi 1 phần 3. Vậy là kết quả bài toán của chúng ta có hai điểm thỏa mãn. Qua cái đề thi, ý số 2 của đề thi này, chúng ta học được gì ở đây? Chúng ta học được cái bài toán tìm tọa độ một điểm trong không gian. Và điểm này giả thiết cho thuộc mặt phẳng. Thì các em nhớ, với cái dạng này thì đã hướng dẫn các em trong phần lý thuyết rồi. Chúng ta phải gọi điểm đó có tọa độ là x, y, z hoặc x0, y0, z0. Lập ba phương trình, ba ẩn x0, y0, z0 hoặc x, y, z giống bài này. Giải hệ này để chúng ta tìm được giải nghiệm của hệ đó chính là điểm cần tìm. Được chưa các em? Rồi, như vậy câu số 6B này, thầy đã hoàn thành cho các em. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu 7B. Câu 7B đây là câu một điểm. Với câu này như thầy đã nói rồi, giống như câu 7A, đây chính là câu mà các thầy hay nói đó là câu khuyến mại điểm cho các em. Câu này lời giải của nó rất ngắn gọn, đúng không? Giờ thì các em quan sát vào đây, đề người ta cho một cái hàm số y bằng x bình cộng mx trừ 2 chia cho x cộng 1 và yêu cầu đề đó là tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu. Vậy thì các em phải nhớ ngay đến cái bài toán của thầy. Nói đến cực đại, cực tiểu là nói đến phương trình y phẩy bằng 0. Phải chưa? Và chúng ta biện luận trên phương trình đó. Vậy trước tiên thì thầy phải đi tính y phẩy. Phải chưa? Thầy có lời giải như sau. Thầy có y phẩy ở đây của thầy chính là bằng x bình rồi cộng 2x cộng với m rồi cộng với 2 tất cả trên x cộng 1 tất cả bình phương đấy đã. Rồi thì tính nhanh cho các em. Thế còn các em không tính được nhanh thì các em chỉ cần đi đạo hàm tử nhân mẫu trừ đạo hàm mẫu nhân tử
tất cả chia cho mẫu bình phương, các em rút gọn đi cũng được phương trình như trên. Xong chưa các em? Rồi bây giờ thì lý luận một câu. Để hàm số có cực đại, cực tiểu thì điều này tương đương với phương trình y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt. Phương trình y phẩy bằng không có hai nghiệm phân biệt. Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với cái phương trình tử, đó là x bình cộng 2x cộng với m cộng 2 bằng không có hai nghiệm phân biệt. Đủ chưa? À, các em phải nhớ cho nhá. Có hai nghiệm phân biệt khác trừ một. Được chưa? Rồi, mẫu của chúng ta đó là x cộng 1 tất cả bình phương và điều kiện mẫu khác không, nghĩa là x khác trừ 1. Thế đây các em quan sát cái phương trình hay chính là cái tử bằng không này của thầy. Đây chính là một phương trình bậc 2. Một phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt. Khi nào? Khi A khác không, delta lớn hơn không hoặc delta phẩy lớn hơn không. Trong bài này thầy thấy rằng A của chúng ta bằng 1 luôn, khác không rồi. Rồi vậy thì và hệ số B của chúng ta bằng 2 nên chúng ta sẽ dùng delta phẩy. Được chưa? Điều này tương đương với delta phẩy lớn hơn không. Delta phẩy lớn hơn không rồi. Thế còn cái điều kiện khác trừ 1 này thì làm sao? Rất đơn giản, các em chỉ cần thay cái giá trị x bằng trừ 1 vào cái phương trình cho khác không. Thế là chúng ta được điều kiện. Vậy thầy có chỗ này, trừ 1 bình phương cộng 2 nhân trừ 1 cộng m cộng 2 khác không? Không. Delta của phẩy của chúng ta bằng bao nhiêu? 1 bình phương trừ 1 nhân m cộng 2 lớn hơn không? Lớn hơn không? Thầy rút gọn đi, thầy có m cộng 1 khác không? M cộng 1 khác không? Giải cái bức phương trình thứ nhất này, các em nhân ra thôi rồi chúng ta rút gọn. Thầy có m nhỏ hơn trừ 1, m khác trừ 1. Vậy điều này tương đương với m nhỏ hơn trừ 1. Được chưa? Vậy là cái điều kiện để hàm số để cho kia có cực đại cực tiểu, đó là m phải nhỏ hơn trừ 1. Vậy là câu số 7B này thầy đã hoàn thành. Và cái cách giải của nó rất cơ bản, không có cái điểm nào mà nó khúc mắc cả, phải không các em? Vậy là toàn đề thi thử đại học năm 2014 lần 1 của tuyển sinh 247 thì đã hướng dẫn các em cái phương pháp, cái cách tư duy để tìm ra cái lời giải. Được chưa? Và lời giải cụ thể này thầy đã đính kèm theo đề thi. Các em có thể đao xuống và xem lại. Được chưa? Và các em nhớ cho thầy, đó là gì? Để làm được một đề thi đại học thì chúng ta phải tổng hợp tất cả các kiến thức. Và đặc biệt là chúng ta phải định hình được cái hướng giải. Không chỉ một hướng, mà chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát để tìm ra các hướng giải, sau đó chọn một hướng đi ngắn nhất, lời giải nó đơn giản nhất, sử dụng kiến thức ít nhất. Các em về nhà xem lại toàn bộ cái định hướng của thầy qua cái đề thi này để chúng ta học được cái lối tư duy như vậy, và xem lại cho thầy lời giải của đề thi lần thứ nhất này để chúng ta học được các kiến thức ở đây, tổng hợp được các kiến thức, rồi hướng đi của một câu, một bài cụ thể trong một đề thi. Phải không các em? Rồi, thầy chúc tất cả các em có một kỳ thi đại học sắp tới đạt được một kết quả cao nhất. Và hy vọng rằng thầy cho mình còn gặp lại trong các lời giải của các đề thi thử lần sau. Chúc các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các buổi lần sau.